Dù đạt nhiều thành tích tốt, Ninh An như mộng của Bạch Lộc vẫn phải ngậm ngùi xếp sau Trường Tương Tư của Dương Tử. Trên đường đua phim Hoa Ngữ cuối năm 2023, không thể không nhắc đến sự thành công của Ninh An như mộng. Bộ phim thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Thành công của phim cũng thu về lượng fan lớn cho các diễn viên chính như Bạch Lộc, Trương Lăng Hách hay Vương Tinh Việt. Dù gặt hái nhiều thành tích tốt trên các nền tảng truyền thông, nhưng khi cộng đồng mạng xứ Trung đặt Ninh An như mộng lên bàn cân so sánh với Trường Tương Tư của Dương Tử, thì phim của Bạch Lộc lại phải ngậm ngùi xếp sau đàn chị. Được biết, Ninh An như mộng được cư dân mạng chấm 6,9 điểm trên nền tảng Douban, một con số tương đối thấp khi so sánh với điểm số 7,8 của Trường Tương Tư. Trước khi phát sóng, Ninh An như mộng được nhận xét là đối thủ đáng gờm của Trường Tương Tư. Thậm chí, Bạch Lộc còn được kỳ vọng sẽ vượt qua các đàn chị Dương Tử hay Địch Lệ Nhiệt Ba như bộ phim này, nhưng hiệu quả sau khi phim chiếu lại không đạt như mức kỳ vọng. Có thể thấy, Dương Tử đã khẳng định vị trí vững chắc của bản thân trong lòng khán giả nhờ bộ phim Trường Tương Tư. Việc Bạch Lộc được so sánh với đàn chị nổi tiếng cũng lần nữa khẳng định rằng khán giả ghi nhận những nỗ lực và tác phẩm của Bạch Lộc